thầy Park nhập tịch Kevin Bùi bổ sung lực lượng quyết dự World Cup. Trong tháng 8 tới, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sang châu Âu theo dõi một số ngôi sao Việt kiều, trong đó có hậu vệ trẻ Kevin Bùi. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang châu Âu vào tháng 8 tới để trực tiếp đánh giá khả năng của các cầu thủ Việt kiều nhằm bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai. Bên cạnh những cái tên thường xuyên được báo chí nhắc tới trong thời gian qua như thủ môn Philip Nguyễn hay tiền đạo Alexander Đặng, cũng có những gương mặt còn rất trẻ như trường hợp của hậu vệ Kevin Bùi. Kevin Bùi sinh năm 2002, có bố là người Việt, mẹ là người Hà Lan. Kevin Bùi mang quốc tịch Hà Lan và hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ U21 Vitesse, một câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngoài vị trí hậu vệ, Kevin Bùi có thể đá tốt ở vị trí trung vệ, thường xuyên góp mặt tại đội hình chính của U17 Vitesse ở hành lang cánh phải đội bóng này. Mùa này anh đã thi đấu 12 trên 14 trận cho câu lạc bộ Vitesse ở giải U21 Hà Lan với tổng cộng là 1.953 phút thi đấu. Trận đấu gần nhất Kevin Bùi góp mặt trong cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ U21 Vitesse và câu lạc bộ U21 Nijmegen vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Ở trận này, Kevin Bùi và đồng đội đã để thua với tỷ số là 1-3. Mới đây, Kevin Bùi đã được triệu tập vào đội tuyển U21 Hà Lan để thi đấu tại vòng loại U21 châu Âu sắp tới. Điều này là bằng chứng cho thấy năng lực của tài năng gốc Việt Kevin Bùi. Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu của Kevin Bùi là được thi đấu cho các cấp độ trẻ của đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, không dễ để cầu thủ gốc Việt này chen chân vào đội bóng hàng đầu thế giới như đội tuyển Hà Lan. Chính vì thế, đây sẽ là cơ hội để bóng đá Việt Nam thuyết phục trung vệ này về khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2002 được đánh giá là cầu thủ có thể hình lý tưởng, lối chơi thông minh và tốc độ. Tài năng gốc Việt này hứa hẹn sẽ có thể phát triển xa hơn nữa trong tương lai. Thậm chí nếu hòa nhập tốt như Đặng Văn Lâm, Kevin Bùi hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Thể lực tốt hơn, chạy nhanh hơn, tì đè tốt hơn, đây là yếu tố giúp cho các ngôi sao Việt kiều có thể thi đấu tốt khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo để mắt tới Kevin, đồng thời hy vọng có thể đưa hậu vệ mới 19 tuổi này về nước trong tương lai. Công Phượng, Văn Toàn, Hội Quân cùng Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có được đầy đủ lực lượng để tập luyện nhằm chuẩn bị cho V-League quay trở lại vào cuối tháng 7. Ở chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất UAE, đội bóng phố núi có 7 cầu thủ góp mặt. Sau khi về nước, nhóm 7 cầu thủ gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy và Minh Vương đều phải trải qua quy trình cách ly theo quy định. Ngày 7 tháng 7, nhóm tuyển thủ kể trên đã có mặt tại đại bản doanh của câu lạc bộ. Theo thông tin của chúng tôi, ngày 8 tháng 7, Công Phượng và Văn Toàn và các đồng đội đã bắt đầu tập luyện. Như vậy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có được đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho V-League quay trở lại. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak vẫn duy trì tập luyện hàng ngày tại trung tâm Hàm Rồng. Hoàng Anh Gia Lai cũng vừa có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Hải Phòng nhằm đánh giá lại tình hình phong độ của các cầu thủ. Hiện tại, đội chủ sân Pleiku vẫn đang đứng đầu trên bảng xếp hạng V-League 2021 với 29 điểm. Đối thủ sắp tới của họ ở vòng 13 sẽ là Than Quảng Ninh. Sau một diễn biến khác, Hoàng Anh Gia Lai vừa cho câu lạc bộ Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Những cái tên đến sân Lạch Tray là Dũng Quang Nho, Trần Hữu Đông Triều và Châu Ngọc Quang. Theo đề xuất của VFF, vòng 13 V-League 2021 dự kiến trở lại vào ngày 31 tháng 7 tới đây. Sau đó, các trận đấu thuộc giai đoạn 2 của các nhóm tranh vô địch, 6 đội đầu bảng và tranh vé trụ hạng là 8 đội cuối bảng sẽ diễn ra ở 9 sân vận động phía Bắc. Cụm sân ở miền Bắc với 9 sân vận động bao gồm Thanh Hóa, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Hàng Đẫy, Việt Trì, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, PVF và Thanh Trì là nơi diễn ra các trận đấu tập trung.